Rainbow Six Siege, một tựa game FPS đã có tuổi đời lên đến năm thứ 6 của nó. Một tựa game có thể nói không ngoa là thành công và vang tiếng nhất của hãng game lắm tật ít tài Ubisoft. Đặc biệt là giúp xây dựng một thương hiệu thể thao điện tử rất thành công ở nhiều thị trường tại Bắc Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Tuy nhiên, đây cũng là một tựa game mà có những người chơi đam mê yêu quý tựa game này có thể thẳng thắn nhìn vào mặt nhau và thi xem ai, chửi rủa và sỉ nhục tựa game mà đáng nhẽ ra nó phải chết dẫm từ khi ra mắt này. Xem ai cảm thấy ức chế và phát điên hơn vì nó. Cơn nghiện của dân chơi Rainbow Six cũng tương tự như những con dân game thủ đã lỡ xa vào cái miệng hố của sự cám dỗ từ thần Slaanesh, mắc kẹt trong vòng lặp vô tận của công cuộc tự tra tấn và làm nhục bản thân, leo rank cày hạng đến suốt đời trong một tựa game của hãng nào đó làm MV và phim ngắn còn hay hơn cả làm game, dù họ có tự nhận là đến 200 năm kinh nghiệm. Rainbow Six Siege, mình sẽ tạm gọi là Rainbow Six, mời chào những ai đã chai lòng cam chịu hoặc những tên lính mới tập tuệ giống như những người mới bước vào thế giới của Dark Souls, sẵn sàng chấp nhận những thử thách làm bẻ gãy ý chí của phần lớn những kẻ nhập cuộc, để rồi khi đã đạt đến cực đỉnh, thứ mà mọi game thủ chân thật luôn khao khát với tới Rainbow Six sẽ thưởng cho bạn thứ mà không một tựa game nào trên thị trường hiện nay có được sự hấp dẫn độc nhất vô nhị này. Và cũng tương tự như bao fan trung thành của bất kỳ trò chơi nào khác, trong video này, mình sẽ thay mặt Blackwood mang đến bài diễn thuyết của writer này rằng tại sao Rainbow Six Siege lại là một trong tựa game dở tệ và lý do gì vẫn giữ cho anh bạn này tiếp tục chơi game trong suốt 4 năm vừa qua. Một điểm cảnh báo trước cho các bạn, Rainbow Six không phải là một tựa game mô phỏng thực tế hay một tựa game giả cầy, ý là arcade, mà Rainbow Six chắc chắn không phải là một món game mà thính giả nào mê dòng game bắn súng cũng có thể nhâm nhi tận hưởng nó một cách thoải mái và vui vẻ. Vậy thì hãy cùng tìm hiểu những lý do mà bạn phải, nên, nhưng đừng thử tựa game này nhé. Trước khi ở phần chính video, xin phép cho mình quảng cáo một vài giây. Đó chính là hiện tại cuộc thi Create hay nhận ngay quà xịn của DMU đang diễn ra với rất nhiều hạng mục từ edit video, viết kịch bản cho tới lồng tiếng. Các bạn đừng quên tham gia ngay trong link mình để trên phần mô tả nhé. Còn bây giờ, bắt đầu phần chính video thôi. Đầu tiên, chúng ta chắc chắn sẽ phải nói về mặt cốt truyện. Để thành thực như này, bạn sẽ không tìm đến Rainbow Six tương tự như nhiều tựa game khác, kể cả series miễn liền hạn sử dụng 1 năm là Call of Duty vì cốt truyện. Vì nó chỉ giống như một loại fan service mà thôi. Mấu chốt chính nặng cần nhất của những tựa game này đều nằm ở phần chơi multiplayer. Nhưng theo bố cục mà chúng ta đã quá quen thuộc khi xem các bài review game, hãy đi qua cốt truyện Rainbow Six. Tựa game đặt bối cảnh trong một vũ trụ giả tưởng mà có thể coi là rất có tiềm năng khai phá đào sâu mở rộng nội dung gameplay. Nhưng đáng tiếc là chuyện này không xảy ra mà chúng ta sẽ tìm hiểu chuyên sâu hơn ở đoạn sau. Đó là khi thế giới xã hội văn minh hiện tại đang đứng trước nguy cơ chủ nghĩa khủng bố vô cùng lớn khi bị một tổ chức bí mật được gọi là White Mask hay mặt nạ trắng, được cho là có khả năng mở những cuộc tấn công khủng bố ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, ngay cả những nơi được gọi là an toàn nhất. Trước mối đe dọa khôn lường này, một lực lượng an ninh độc lập đã được sự tài trợ của hầu hết các quốc gia là tập hợp của những viên cảnh sát, quân nhân của mọi lực lượng an ninh và quân sự trên thế giới, hay thậm chí là tuyển mộ cả lính đánh thuê và tội phạm thế giới ngầm đã cải tà quy chính. Những con người siêu đặc nhiệm, siêu tối mật đã được hình thành. Từ cảnh sát Mỹ là FBI, Đức là GSG-9 và cả quân đoàn Spetsnaz thiện chiến của Nga, rồi đến cả hàng tá đặc vụ hay sĩ quan của những quốc gia khác như Nhật Bản, Hồng Kông cho tới châu Phi, và tất nhiên cả những lực lượng giả tưởng nữa được tô vẽ để nhồi vào các bản cập nhật cho gameplay. Tất cả thứ này được tạo ra dưới họng bút của cái tên quá quen thuộc, Tom Clancy, là tên của một series tác phẩm về xung đột vũ trang lẫn chính trị của một tiểu thuyết gia về lĩnh vực quân sự cực kỳ nổi tiếng đã lấy tên mình đặt luôn cho đứa con tinh thần. Nó thành công tới mức tác giả của nó từng bị thẩm vấn vì bị tình nghi là gián điệp trong thời kỳ chiến tranh lạnh, do những tác phẩm đó quá chi tiết và vô cùng sinh động khi viết về các hoạt động quân sự, tình báo và khí tài chiến tranh, tưởng chừng như ông ta đang kể sự thật vậy. Đáng tiếc là trong game, chẳng có cái gì được gọi là Tom Clancy ở đây cả. Mà đây chỉ là một tựa game nơi hai phe đều là cảnh sát, đặt trong bối cảnh tập trận thi đấu thể thao rồi bắn giết nhau hoặc gỡ bom mìn rồi giành chiến thắng là chấm hết. Các câu chuyện của Rainbow Six muốn kể chủ yếu xoay quanh kể về tiểu sử của những operator trong tổ chức. Tất nhiên là nếu bạn thưa rảnh và đầu tư cảm xúc để đọc về những nhân vật mình thích. Ngoài ra, kể từ khi phát triển, các operator mới trở thành một bản cập nhật rất có giá trị doanh thu. Rainbow Six đã cho ra mắt những thước phim trailer giới thiệu rất nhanh gọn và khái quát về các operator. Và đôi khi trình bày luôn sơ qua về kỹ năng của họ trong game. Sâu xa hơn nữa thì đó được gọi là những story cinematic. Những tựa phim ngắn về vũ trụ Rainbow khi nó khai thác chi tiết hơn về mối quan hệ giữa các operator với nhau và với tổ chức Rainbow.
Điển hình là tựa phim rất nổi tiếng The Playbook, hay được dịch sang là Luật Chơi, mô tả trận đấu giữa hai phe công và thủ mà chúng ta đã chơi suốt 6 năm qua. Một điểm trừ nữa về mặt cốt truyện, đúng hơn là phong cách kể chuyện của Rainbow Six, đó chính là ít sự tương tác mang tính cá nhân giữa các operator trong các trận đấu. Nếu như chúng ta ví von cơ chế này với một tựa game khác, chẳng hạn như Apex Legends, thì ở đây, các Legend ở trong tựa game rõ ràng là một bộ môn thể thao máu bạo lực hơn nhiều cái đấu trường giả lập này, nhưng họ vẫn luôn giữ được những cái mồm miệng hoạt bát bằng những lời độc thoại khi chỉ có một mình sống sót, lẫn các hội thoại rất sinh động và đa dạng giữa các Legend với nhau đúng với lý lịch, tiểu sử, phong cách chiến đấu của họ. Từ việc nhường vật phẩm cho nhau, bắn gục kẻ địch, quét sạch đối phương, xử trảm những tên địch đặc biệt như Champion ở trận trước hay Kill Leader, cho tới hồi sinh lẫn nhau, vân vân và vân vân. Những tiểu tiết đó sẽ làm sôi nổi bầu không khí của trận chiến và gây dựng cảm tính lớn cho những người điều khiển những nhân vật trong game. Trái lại, trong Rainbow Six thì những lời thoại, dù có trận đấu ở đây hoàn toàn chỉ là những cuộc tập trận mang tính thể thao và rèn luyện khả năng tác chiến theo đúng cốt truyện. Các operator gần như không hé răng với nhau nửa lời, ngoại trừ một số tác vụ chiến thuật mà họ chuẩn bị làm như ném lựu đạn, dựng khiêng chống đạn, đặt bom mìn, triển khai drone dò thám, hồi sinh nhau, vân vân, với những thứ tương tự để bắn tín hiệu cho đồng đội. Đến cả việc khi bắn hạ và giết gục kẻ địch, bạn biết đấy, là ưu tiên không phải số 1 thì số 2, sau đặt hay gỡ bom thì tất cả những gì bạn nhận được chỉ là một dòng Q feed nổi lên màn hình. Chẳng có lời bình luận hay lời cảm thán nào được đưa ra cả. Thậm chí khi con tin, mục tiêu phải bảo vệ của phe thủ và cướp đoạt của phe công. Phe nào bắn chết con tin thì phe đó sẽ bị xử thua. Khi con tin bị thương thì cũng chẳng có lời nào nói thúc giục ai đó phải cứu con tin hay ngăn kẻ địch trị thương cho con tin cả. Sự thiếu giao tiếp in-game này cũng là một trong lý do bên ngoài yếu tố gameplay thúc đẩy mạnh mẽ sự nổi tiếng của một trong những operator từng được đánh giá là phế vật nhất nhì game ở cộng đồng Rainbow Six, một meme operator đúng nghĩa. Đó chính là T'Chaka thuộc phe Spetsnaz, với kỹ năng ở bản cũ là đặt ra một khẩu súng máy cố định. Nguyên nhân của đánh giá này chúng ta sẽ bàn sau. Những câu thoại của ông ta khi làm bất kỳ một cái gì, đặc biệt nhấn mạnh là khi ông ta triển khai kỹ năng của mình đều vô cùng to tiếng và hoành tráng tới mức đủ để đánh thức lãnh tụ Lenin trỗi dậy và làm một cuộc cách mạng mới, vì độ chat của T'Chaka là quá vĩ đại. Swarming Max! Out of ammo! I'm out! Out of ammunition! On your feet! Stay with me, Bratuka! Có thể lý giải cho việc này là nhằm phục vụ tối đa cho gameplay, khi mỗi trận đấu trong Rainbow Six đều có thể trở nên rất căng thẳng và gay cấn, nên việc cắt giảm những tiểu tiết như này là cần thiết để không làm sao lãng giác quan và tâm trí của người chơi. Tuy nhiên, nếu như người chơi có sự lựa chọn bật tắt hội thoại cho các nhân vật trong game giống như Apex, thì bạn hoàn toàn có thể tắt toàn bộ lời thoại trong game. Đó vẫn là điều rất đáng hoan nghênh hơn là không có tí lựa chọn nào cả. Còn mỉa mai hơn nữa là trong các đoạn phim ngắn về Rainbow Six, mô tả lại đúng nghĩa đen các trận đấu diễn ra trong game thì đã khắc phục được hoàn toàn các điểm hạn chế này nhờ các đoạn hội thoại vô cùng sinh động, cháy lửa để truyền thêm cảm hứng và kích thích sự hưng phấn của người chơi, ít nhất là đối với bọn mình. Rồi, đó là về cốt truyện, bây giờ hãy cùng nhau nói về gameplay. Phần ngon và nóng hổi nhất của video đã lần lượt ra mâm đĩa, nhưng trước hết, mình xin có đôi lời quảng cáo đến cho các bạn một phút thì hãy ủng hộ bọn mình bằng cách mua hàng tại techspay.vn với mã giảm giá mình đang hiển thị trên màn hình và trong phần mô tả để giúp bọn mình có thể duy trì hoạt động nhé. Còn bây giờ, quay trở lại video thôi. Rồi, ở phần đầu tiên khi nói về gameplay, chúng ta sẽ cùng nhau bàn qua về PvE, tức là người chơi bắn với kẻ địch do máy tính điều khiển. PvE ở trong Rainbow Six tồn tại dưới hai dạng. Thứ nhất, chúng ta có 11 màn chơi. PvE là những màn hướng dẫn, giới thiệu cho người chơi mới các tính năng lẫn đặc điểm cơ bản của gameplay và đồng thời cho họ làm quen một số operator mặc định của game. Thứ hai là Rainbow Six có các chế độ PvE với mục tiêu giống như chơi PvP, tức là đấu với người như là gỡ bom, bảo vệ con tin hoặc đơn giản, phổ biến nhất là Terrorist Hunt, tức là tiêu diệt mọi kẻ địch AI trên bản đồ. Nghe dài dòng vậy thôi, chứ chúng không phải là phần chơi chiến dịch hay có một tí tí cốt truyện nào đằng sau chúng hết. PvE của Rainbow Six thật sự là vô cùng tồi tệ. Nó quá buồn chán, cực kỳ cơ bản, thiếu sự đầu tư và trí thông minh nhân tạo kẻ địch hoàn toàn trơ trọi khô cằn mọi dấu hiệu của sự sống nếu so sánh với PvE của các tựa game khác như Destiny hay Division, đến mức có mỗi cái khung xương chứ chẳng có tí thịt gì. Bạn có thể xem một video gameplay tiêu biểu của một trận PvE vô cùng tiêu chuẩn ở mức khó nhất là mức Realistic của Rainbow Six ngay sau đây.
Kẻ địch trong AI tệ đến mức việc chiến đấu với chúng hoàn toàn không có chút giá trị bài học kinh nghiệm nào để phục vụ cho phần chơi PvP, cũng là thứ duy nhất mà Rainbow Six đặt toàn bộ linh hồn của nó vào đó. Các AI ở trong phần chơi PvE quá đần độn và quá dễ đoán trong việc di chuyển, giữ vị trí lẫn phản ứng lại người chơi. Không biết lợi dụng địa hình ẩn nấp hay phục kích đối phương mà chỉ biết đứng như trời trồng chờ đợi người chơi đến lấy mạng, gọi chung là chúng không hề có tí đặc điểm nào tượng trưng cho một người chơi ở ngoài đời thực cả. Chỉ có duy nhất hai lý do mà bạn nên chơi PvE. Thứ nhất, để bạn học thuộc và ghi nhớ các bản đồ trong game mà vẫn muốn có một cái gì đó để chiếm lấy tâm trí trong quá trình này thay vì chỉ việc đơn giản là chạy lòng vòng quanh bản đồ một mình nhưng sẽ rất buồn chán. Thứ hai, phổ biến hơn là để cày tiền. Một trận đấu PvE ở chế độ bảo vệ con tin, chế độ thưởng nhiều tiền nhất, ở mức độ khó nhất thì cũng chỉ có khoảng 7 cho đến 8 phút là cùng, nhanh hơn nhiều so với một trận PvP. Còn nhanh hơn nữa nếu như bạn đã thuộc lòng lộ trình của kẻ địch AI và cũng phụ thuộc khá vào hiệu năng của người chơi trong việc làm trả nướng thịt lũ AI đần độn ấy. Trong khi khoản tiền thưởng khi chiến thắng một trận PvE này cũng bằng với một trận thắng ở trong chế độ Quick Match hay là xếp trận nhanh PvP. Một công việc nếu như các bạn thấy ở clip trên hoàn toàn không khiến bất kỳ ai phải day dứt nhức đầu hay đổ một giọt mồ hôi nào mà hoàn toàn thoải mái tinh thần đầu óc cho việc cày tiền. Mặt khác, Rainbow Six cũng đã từng có một chế độ PvE rất đặc biệt, nếu muốn nói là tối giản thì nó giống như Left 4 Dead phiên bản 3 người và có tính chiến thuật cấp cao hơn. Trong màn cập nhật chiến dịch có tên là Outbreak, vũ trụ Rainbow Six đối mặt với một sự bùng phát của dịch zombie, buộc tổ chức Rainbow phải ra tay để loại trừ mối hiểm họa này. Các kẻ địch AI khi đó đã thật sự có nhiều bước tiến và cải thiện rất đáng kể. Chúng biết di chuyển, lăn lộn trên bề mặt địa hình thay vì chỉ biết đi lòng vòng để tiếp cận mục tiêu cũng như làm khó khăn cho việc ngắm bắn. Cơ chế trận đấu sản sinh ra chúng đủ linh hoạt để dồn ép áp lực bao vây người chơi tứ phía thay vì biến game thành một sân trường tập bắn vô vị. Quan trọng nhất là chúng biết phản ứng lại một cách logic với mức độ thù địch và bạo lực từ người chơi. Tức là người chơi càng làm to chuyện, bắn giết không thèm lo nghĩ đến việc che giấu thân phận thì chúng càng hung hãn lấn tới. Nhưng đổi lại là người chơi sẽ sớm giải quyết vấn đề hơn để thoải mái tinh thần hơn. Hơn nữa, đó là sự xuất hiện của những kẻ địch đặc biệt mà bất kỳ tựa game PvE nào cũng phải có. Nổi bật nhất là hai kẻ địch. Thứ nhất là Apex, một con quỷ có khả năng triệu hồi con zombie khác, cường hóa đồng đội của nó và các đòn tấn công của nó sẽ khiến người chơi bị nhiễm độc, mất tầm nhìn và không thể chạy trốn, buộc người chơi phải ưu tiên diệt trừ chúng hàng đầu. Thứ hai là Smasher, một con tank chính hiệu với sát thương khủng khiếp có thể đốn gục một operator với chỉ một cú húc và không thể bị tổn thương ngoại trừ bị bắn vào điểm yếu ở sau lưng. Nhưng nó có một điểm đặc biệt để người chơi có thể khai thác là nó không thể nhìn mà chỉ có thể nghe, tạo cơ hội cho người chơi phối hợp với nhau, lợi dụng nhược điểm đó để móc lốc con tank này. Chế độ này vốn chỉ là một sự thử nghiệm cho một bản Rainbow spin-off, nhưng có vẻ như nó xây dựng đủ thành công để Ubisoft bật đèn xanh cho dự án phát triển một tựa game song song với Rainbow là Extraction, dựa trên chế độ Outbreak này. Rồi, đó là về phần PvE đần độn, bây giờ hãy cùng nhau đến với tinh hoa của tựa game này là phần PvP. Đây cũng chính là thứ đã khẳng định một vị thế riêng biệt của Rainbow Six với các tựa game bắn súng chiến thuật khác mà nổi bật nhất là CSGO. Có rất nhiều điểm nói về gameplay của Rainbow nhưng chỉ có nói chung bằng một câu từ duy nhất. Rainbow sẽ trừng phạt rất nặng nề những ai không sẵn sàng và vui lòng đầu tư chất xám và thời gian của họ vào game để get good, tương tự như Dark Souls vậy. Hãy chuẩn bị giấy tờ, bút mực và YouTube đi vì gameplay của Rainbow Six như một khóa đại học vậy. Khi lần đầu tiên bước chân vào Rainbow Six, người viết đã khám phá ra một sự thật rất hiển nhiên và cũng rất tàn bạo. Đây không phải là một tựa game bạn sẽ trở thành giáo sư chỉ trong 10 đến 15 tiếng trải nghiệm ban đầu lẫn xem YouTube để tìm hiểu mầy mò các thứ. Không, với gần 800 tiếng trải nghiệm game từ Solo Hunt cho tới Solo Rank, lớp bạn sẽ vẫn học hỏi được những điều mới mẻ và trí óc của bạn sẽ luôn đi từ cảm giác ồ, mình làm như thế cho tới ồ, mình làm được như thế à? Gameplay của Rainbow Six xoay quanh rất nhiều việc phân tích và đánh giá thông tin được thu thập từ tất tần tật mọi thứ mà người chơi có thể tiếp thu. Hình ảnh các camera hay drone trinh sát, cạm bẫy, tiếng bước chân, đu dây, âm thanh cháy nổ cho tới âm thanh môi trường và cả tiếng đối phương ngọ nguậy để lấy lợi thế. Và để khai thác một cách tốt nhất, những người chơi lâu năm đã tìm to ra đủ thứ thú vị, từ những cái nhỏ nhoi như góc giấu drone do thám, điểm lắp camera giám sát cho đến các vị trí ẩn nấp được gọi là góc thủ. Rồi đến các góc kê súng cạnh cửa sẽ khiến não của bạn phát khiếp vì sự chi tiết của môi trường trong game. Chỉ riêng quá trình trải nghiệm Rainbow Six, khi còn là một tên lính mới thì dù bạn có là bậc thầy trong CSGO, Valorant hay các trò chơi khác như thế đi chăng nữa, cũng sẽ khiến bạn phải thay đổi hoàn toàn góc nhìn lên một tựa game bắn súng, chiến thuật. Một khi đã chân ướt chân ráo bước vào game, chắc chắn sẽ có một điều xảy ra. Bạn sẽ chết rất nhiều.
cũng dễ hiểu thôi, vì khi mới bước vào bất kỳ tựa game có chế độ PvP nào thì bạn cũng sẽ phải học cơ chế game đó một thời gian rồi mới dần tương thích với nó để thôi ăn hành bởi những người chơi thế hệ đi trước đó. Sẽ khá khẩm hơn nhiều nếu như bạn đã có sẵn những kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết khi chơi cái tựa game đó, điển hình như việc quản lý tài nguyên ở trong tựa game thủ thành chiến thuật hay Muscle Memory, tức là trí nhớ phản xạ cơ khi chơi cái tựa game bắn súng. Nhưng với Rainbow Six thì trải nghiệm này không hề dễ dàng một chút gì, kể cả khi bạn đã có hàng chục năm trời chơi đủ các thể loại tựa game FPS. Nếu không muốn nói là Rainbow Six sẽ không khoan nhượng với bạn. Mặc cho việc Ubisoft đã nỗ lực nhất có thể trong việc diệt trừ nạn Smurf, ma cụ bắt nạt ma mới để giảm áp lực và sự bất mãn lên người chơi mới, Rainbow Six sở hữu hệ thống Learning Pattern, tức là quá trình học tập giống như Dark Souls hoặc tựa game dạng như vậy. Chết để tiến bước, có nghĩa là bạn sẽ phải chết từ đó mới học hỏi từ chính cái lỗi đã khiến mình chết, cũng như khắc cốt ghi tâm vào lòng cách mà đối phương đã giết bạn. Chủ yếu là qua Q-cam, cũng là video quay lại cách bạn đã chết từ góc độ kẻ địch hoặc bản thân nếu bạn vô tình tự sát, và nếu bạn may mắn thì là từ sự chỉ dẫn của đồng đội. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào những yếu tố trong gameplay của tựa game này. Đầu tiên là về bản đồ. Về cơ bản, gameplay của Rainbow Six là một trận đấu giả lập công thành chiến giữa phe công. Mục tiêu là phá hủy hay đánh chiếm mục tiêu trong một tòa nhà công trình mà phe thủ sẽ tìm cách ngăn chặn điều đó. Nhưng nếu chỉ đơn giản như việc học thuộc map ở trong CSGO hay Overwatch, chỉ từ việc bắn dăm 3 game là bạn đã quen thuộc với phần lớn bố cục của bản đồ đó rồi. Có chăng chuyên sâu hơn nữa là xem gameplay của các pro đấu giải hay dân YouTuber các thứ để nắm rõ vị trí ném lựu đạn, kê súng đục tường và các vị trí bật nhảy địa hình cho mấy vị tướng cơ động như Genji, Doomfist là có thể trở thành giáo sư được rồi. Rainbow Six sẽ đập tan ảo tưởng đó, dí ngón trỏ giữa vào mặt bạn và đưa bạn đến một trường đại học đào tạo bằng thạc sĩ chuyên môn kỹ sư xây dựng, khi mà nó buộc bạn phải thuộc lòng những 3 tầng nhà, thậm chí có bản đồ lên tới 4 tầng của một tòa công trình và nó không hề bé tí nào. Kể thêm nữa là sự bố trí của những chướng ngại vật ở bên ngoài tòa công trình mục tiêu biến sân chơi của game không bằng phẳng một chiều như CSGO hay hai chiều của Overwatch, mà nó được đắp bởi rất nhiều lớp chặn. Số lượng cụ thể thì còn tùy thuộc vào từng bản đồ và góc hướng bạn nhìn vào. Giống như một bài toán hình học trẻ con là có bao nhiêu tam giác trong một bản vẽ xây dựng, nhưng áp dụng lên không gian 8D vô cùng chi tiết của Rainbow Six. Từ địa phận bên ngoài, đối với các tầng của tòa công trình chính, từ tầng 1 lên tầng 2, từ tầng 2 lên tầng 3, rồi lại từ tầng 1 lên tầng 3 và quay ngược lại. Chưa hết, chưa kể tầng hầm thông nhau lại không thông với địa hình bên ngoài. Lối tắt di chuyển trong các tòa công trình, các cửa sổ cả đi qua lẫn không đi qua được, lỗ thông gió mà drone do thám có thể đi qua và góc ném lựu đạn, vân vân vân. Một vị trí phòng thủ kiên cố ở tầng này có thể dễ dàng bị vô hiệu hóa từ tầng trên hoặc tầng dưới, càng buộc người chơi phải biết cách phối hợp bảo vệ vùng đất cho nhau. Bởi vì sự phức tạp và rối ren như vậy, cộng thêm sự đa dạng của vô cùng các kỹ năng và trang thiết bị của các operator, dẫn đến việc người chơi phải luôn luôn biết cách di chuyển linh hoạt và cơ động chính là chìa khóa sống còn của họ, vì đứng yên tại chỗ sẽ làm bạn bại lộ, cũng đồng nghĩa với việc kẻ địch bóp sẵn cò súng để pre-fire, tức là bắn luôn trước khi hai bên kịp nhìn mặt nhau. Tệ hơn thì là một vài quả lựu đạn hay bom C4 sẽ ngay lập tức được nấu chín để dâng lên bàn thờ của bạn. Và đây là lời giải thích cho việc tại sao Tachanka phiên bản cũ lại phế đến như vậy. Khó nhằn hơn, các mô chỉ trong game được giả lập sao cho sát sao và chân thực nhất với thực tế. Chẳng hạn như ở khu quầy rượu thì sẽ có các chai rượu bạn có thể đập vỡ chúng, cố ý dẫm đạp hay đánh đập nhau va phải chúng, tạo ra tiếng động báo hiệu sự hiện diện của mình. Thêm nữa, ví dụ như việc các điểm ra vào có máy quét kim loại sẽ lập tức gieo báo động inh ỏi khi có các operator, hiển nhiên là có vũ trang kim loại đầy mình bước qua đó, khiến người chơi sẽ luôn luôn phải dành sự chú ý tinh mắt nhạy tai với môi trường trong game, hoặc sẽ phải học những bài học đầy máu và nước mắt để rút ra kinh nghiệm đó. Đau đầu hơn nữa, mặc dù Rainbow Six được quảng cáo là gameplay có mức độ phá hủy môi trường là rất cao, nhưng nó cũng chỉ có giới hạn. Chẳng hạn những cái phần mảng hay bức tường sẽ không thể bị phá hủy hay bắn xuyên qua được. Sàn nhà không thể bị đục thủng hoàn toàn và vật thể liên quan đến gameplay như camera chống đạn, khiên chống đạn và tường gia cố có khả năng chống đạn buộc phải bị phá hủy bằng chất nổ như lựu đạn hoặc có thuốc nổ bộc phá. Sự phức tạp rối rắm này quy tụ lại để hình thành nên một sự cân bằng rất phức tạp và đa chiều giữa tấn công và phòng thủ trong game, khi phe công là bên phá hủy, còn phe thủ là phe gia cố ở trong, khi vẫn khả năng phá hủy đáng gờm nhưng không thể bằng phe công được. Những người chơi lâu năm đã tìm hiểu hoặc phát hiện ra những vị trí đặt drone giám sát, ném camera hay nổi bật nhất là spawn pick hay spawn roast, tức khe súng hoặc lao thẳng vào khu vực triển khai của phe địch để bắn gục chúng ngay khi chúng bước chân ra khỏi khu vực đó,
sẽ khiến bạn phải há hốc mồm với sự sáng tạo của họ cũng như sự phức tạp và đòi hỏi vô cùng cầu kỳ của Rainbow Six trong việc hiểu rõ đặc điểm chi tiết của từng bản đồ, từng khu vực lẫn từng góc cạnh của nó. Mức độ nắm bắt và sở hữu những lượng kiến thức để chơi được tựa game đến mức khổng lồ không có giới hạn này chính là một thang đo mức trần kỹ năng cực kỳ uy tín và đáng nể phục nhất của Rainbow Six. Nó là làn ranh giới phân biệt giữa những người chơi casual và những con cá mập competitive. Các bản đồ có diện tích rất rộng lớn khiến cho việc kiểm soát bản đồ quan trọng đến mức một trận đấu có thể coi là ngã ngũ, ngay cả khi chưa một ai ở phe nào hy sinh, khi mà phe công đã hoàn toàn chiếm mọi lợi thế trong việc giành quyền chủ động so với phe địch. Từ thông tin thu thập được, các tai mắt như camera hay drone do thám cho đến vị trí bị đánh chiếm và xác lập các kill zone, hay cũng chính là những góc chết. Kẻ địch bước vào là gần như không có cơ hội sống sót bởi hỏa lực tập trung và quan trọng nhất là quả bom hay con tin đã được vén màn. Nếu bạn muốn có lợi thế hơn phe địch một cách chắc chắn trong tay, việc nghiên cứu và thu thập những bài học này là bắt buộc. Có hàng tấn video trên mạng chỉ dạy cho người xem những vị trí kể trên với đủ mọi mục đích. Thông qua chúng, bạn sẽ sở hữu lợi thế tri thức khổng lồ so với đối phương. Từ đó, Rainbow Six sẽ ban thưởng một cách gián tiếp cho những ai quyết tâm get good ở trong tựa game này. Và đó là toàn bộ về bản đồ. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau nói phần có thể nói là quan trọng nhất của Rainbow Six, đó chính là các Operator. Một điểm đầu tiên rất đáng khen dành cho các Operator ở trong Rainbow là sự cân bằng khá là chấp nhận được. Ngoại trừ một số trường hợp cá biệt, nhưng nguyên nhân thường khá phức tạp do nhiều yếu tố đa bên chứ không phải do một mình bản thân họ. Với một đội ngũ Operator hiện hành của game đang rất đa dạng mà Ubisoft còn đặt mục tiêu là phát triển tới 100 Operator. Họ đặt mục tiêu rất rõ ràng là mỗi Operator phải độc nhất vô nhị, mang một làn gió mới lên gameplay và quan trọng nhất là thú vị để chơi, không phải là một thứ báng bổ dị tật thị trường với kỹ năng y hệt hay sao chép lại, nhưng các chỉ số vượt trội hơn hẳn các vị tướng ra đời trước rồi tự hào gọi đó là tướng mới. Một điểm vô cùng tuyệt vời của sự cân bằng đó là hiện tượng Power Creep, tức tướng mới mạnh hơn tướng cũ gần như không tồn tại trong Rainbow Six, mà trái lại, những Operator mặc dù đã ra đời từ tận 5 năm trước khi game mới chiếm phát triển vẫn giữ vững vị thế của họ và tỏ rõ sự ưu việt trong ý tưởng thiết kế ban đầu của Rainbow, mà chỉ cần một chút hỗ trợ và thay đổi nho nhỏ là họ đã thích nghi tốt trong hệ sinh thái Operator hiện đại từ 3 năm trở lại đây, khi Rainbow đang dần dần đi xa khỏi bối cảnh thực tiễn đời thực mà khai phá những kỹ năng hay công nghệ khoa học cực kỳ viễn tưởng, hoặc thậm chí là anime Hollywood hóa những kỹ năng đó, chẳng hạn như kỹ năng phân thân chi thuật của Alibi là tạo ra các máy chiếu ảo ảnh của bản thân, hay Juggernaut của Oryx khi hắn có thể húc thủng cả bức tường hay chiếu ngoại vật bao gồm cả người chơi phe địch. Vậy thì tiêu chí chính xác nào để xác định một Operator thật sự quá khỏe trong Rainbow? Khá khó vì hai điểm. Thứ nhất, một số Operator tuy gây rất nhiều sự ức chế khi được sử dụng ở môi trường bình dân, nơi ít có sự phối hợp và tương tác giữa người chơi, nhưng sang thế giới đấu hạng xếp giải có sự phối hợp cao độ giữa các thành viên trong các bên, đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nhưng cũng ngược lại, những Operator tỏ ra cực kỳ xuất sắc trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, khi về tay trình độ thấp hơn thì họ lại không tỏ rõ uy thế khủng khiếp như đã thể hiện ở trên các màn ảnh đấu giải. Vì do này, nên việc cân bằng các Operator dựa trên việc cải thiện khả năng thi đấu chuyên nghiệp hoặc để phục vụ tầng lớp người chơi bình dân đều có nguy cơ cao hủy hoại họ ở phần còn lại trong cộng đồng người chơi. Ví dụ điển hình là Operator Blitz. Mặc dù bây giờ đã bị nerf khá mạnh tay rồi, nhưng hắn ta đã từng là nỗi ám ảnh ở các bậc xếp hạng thấp bởi kỹ năng của hắn cực kỳ toxic trong việc trừng phạt người chơi ít kinh nghiệm, là hắn có một cái đèn làm mù mắt hoạt động y hệt như lựu đạn choáng được đặt trước tấm khiêng và nó bao bọc tới 70% cơ thể hắn khi chạy. Thế nên, hắn có lối chơi vô cùng bại não là đâm thẳng vào kẻ địch như tàu hỏa rồi spam đèn mù trêu ngư đối phương trong bất lực. Tuy nhiên, ở sân chơi chuyên nghiệp, hắn gần như không được chọn trừ khi đội tuyển phe công chơi chiến thuật lao thẳng vào và cướp khu vực bom ở gần với điểm xuất trận nhất ngay sau khi trận đấu bắt đầu để làm bất ngờ đối phương vì Blitz làm máy kéo đoàn tàu hỏa đó. Tất cả kỹ năng của mọi Operator trong game đều có những Operator khác có kỹ năng khắc chế họ. Nổi bật trong đó là IQ, một Operator có điểm kỹ năng sử dụng máy quét cầm tay do tìm mọi thiết bị điện tử xuất hiện, bao gồm cả điện thoại đối phương không may bị quét phải, giúp cô ta có khả năng counter gần như toàn bộ các Operator phe thủ. Đặc biệt, IQ là Operator rất hữu dụng trong việc săn lùng các Operator phe thủ chuyên nghiệp trong việc tấn công trực tiếp phe địch như Visual, có khả năng tàng hình trước các loại camera và drone, hay Pulse, có máy quét nhịp tim xuyên qua địa hình của hắn. Tuy nhiên, đây chính là điểm mấu chốt của vấn đề Overpower đó. Nếu những Operator mạnh nhất phe này đều có thể bị counter bởi một Operator phe đối địch, vậy thì Operator đối nghịch đó hẳn phải cực kỳ broken và ai cũng phải chơi Operator đó. Trái lại đằng khác, IQ gần như không được pick ở bất kỳ trận đấu trình độ thấp hay không mang nhiều tính hợp tác tổ đội bởi kỹ năng của cô ta thật lòng rất buồn chán và không thú vị, dẫu cho khỏe không cần chứng minh.
Việc này dẫn đến các operator có bộ kỹ năng thượng thừa sức mạnh kia khi không có khắc chế cứng có thể thỏa sức lộng hành mà có rất ít việc phe địch có thể chống chế lại. Điển hình như Echo. Một operator phe thủ có khả năng triển khai hai con drone, những hai con drone như phe công mà ngoài ra còn có thêm khả năng bám vào trần nhà giúp nó cực kỳ khó bị phát hiện miễn là không có ai chủ động tìm kiếm nó và chỗ neo đậu của nó không quá lộ liễu. Cộng với khả năng bắn sóng âm làm choáng cực kỳ nặng những ai bị trúng, đặc biệt có thể ngăn đối phương đặt bom. Thêm hơn nữa là khẩu MP5S của hắn có giảm thanh vô cùng mạnh mẽ trước khi bị nerf nặng đến mức Echo trở thành top 1 danh sách bị cấm cả thường lẫn rank lẫn giải đấu vì khả năng gánh tem đến ghê gớm của cậu ta. Tiếp theo thì hãy cùng tìm hiểu thước đo sức mạnh và giá trị thật sự của một Operator. Độ dài đó nằm ở việc họ có thể hoàn thành bao nhiêu sứ mạng trong một trận đấu. Bọn mình đã làm hẳn một bài thuyết trình đi sâu việc phân tích sức mạnh tổng hợp của một số Operator để bạn có thể hình dung được sự phức tạp trong khâu cân bằng game của Rainbow dày đặc đến nhường nào. Đầu tiên là Ash. Với những ai đã quen thuộc với Rainbow, không cần bất kỳ lời nói hay bàn cãi nào về vai trò Entry Flagger của cô ta vì tất cả những gì cô ta sở hữu cũng như tồn tại đều để trừ khử mọi mục tiêu trong tầm ngắm với tốc độ tia chớp. Sở hữu độ cơ động 3, kỹ năng là một súng phóng lựu đạn bộc phá có khả năng thổi bay cả một dãy phố. Cùng khẩu súng là vua của mọi khẩu súng trường, khẩu R4C sẽ nhai nát mọi thứ được mớm vào họng súng của nó. Ash đã trở thành một trong những operator thành công nhất của Rainbow khi tất cả những chỉ số quota từ tỷ lệ được chọn, tỷ lệ thắng giao tranh và tỷ lệ thắng chung cuộc luôn ở nhóm top đầu bảng xếp hạng. Quota bá đạo tới mức cô là nguyên nhân chính khiến Ubisoft quyết tâm thực hiện cân bằng gunplay một cách mạnh tay là tước đi cái ngắm ACOG của những operator đã chứng tỏ là vũ khí của họ quá mạnh hoặc đi kèm với bộ kỹ năng của họ cũng tỏ ra áp đảo so với đối phương. Tiếp theo là Dobkebi, một operator khá thú vị khi quota có tới 2 kỹ năng. Đầu tiên là khả năng gọi điện cho toàn bộ phe thủ, khiến điện thoại của chúng rung lên, tạo ra nguồn âm thanh cho đồng đội hay cô tận dụng để xác định kẻ địch đang lẩn trốn, giúp cô định nghĩa được quá rõ ràng ở vai trò hỗ trợ. Thứ hai, đáng quan ngại nhất, khi một operator phe thủ về chầu trời vì bất kỳ lý do gì, chúng sẽ rớt ra điện thoại của mình và Dobkebi có thể hack vào và giành toàn quyền truy cập vào các trang thiết bị camera giám sát của phe thủ, lấy chính những công cụ do thám của chúng chống lại chúng. Về phần hỏa lực, Doki được trang bị một khẩu Marksman Rifle MK14, một dạng súng trường có sát thương mỗi phát rất cao tới mức có thể bắn chết hầu hết mọi mục tiêu chỉ với 3 phát. Nhưng bù lại, tốc độ bắn khá chậm, khả năng bắn không ngắm rất kém và quan trọng nhất, nó không thể bắn liên thanh, khiến chúng thường thất thế hơn trong các giao tranh ở tầm gần trước các hỏa lực cầm tay bắn liên thanh khác, nên Doki càng có thêm lý do để giữ vai trò hỗ trợ của mình là lập một vùng kill zone từ xa, nơi khẩu M14 của cô ta có sức hiệu quả nhất hay bọc lót cho đồng đội. Về Sledge, ông ta là một chiến binh đúng nghĩa trong cốt truyện nhờ thể lực cực kỳ mạnh mẽ của mình và điều đó đã được truyền tải rất chính xác vào kỹ năng của ông ta. Sử dụng một cái búa tạ để đập vỡ các bề mặt mềm nên ông được liệt vào hạng mục chuyên gia Soft Breacher. Đi sâu hơn vào kỹ năng này, ông ta khỏe đến mức có thể đập tan tành thành mây khói toàn bộ lớp nền nhà, giúp Sledge phù hợp với rất nhiều vai trò trong một trận đấu. Đầu tiên, chỉ riêng khả năng phá hủy địa hình mềm thôi đã đủ khiến ông ta trở nên cực kỳ đáng sợ trong việc kiểm soát bản đồ và gây áp lực vô cùng nặng nề cho phe địch từ tầng trên xuống tầng dưới, buộc chúng phải liên tục tái vị trí để tránh khỏi họng súng L85A2 của ông. Một khẩu súng trường vô cùng mạnh mẽ, vừa có hỏa lực cao, vừa bắn nhanh lại còn cực kỳ dễ kiểm soát độ giật. Thêm nữa, nếu như đồng đội của ông ta không thể phá hủy những trang thiết bị của phe phòng thủ ở địa thế trên cùng của bề mặt tầng nhà, ông sẽ giúp họ phá hủy chúng từ trên cao, chẳng hạn như những gục ắc quy của Bandit hay máy chặn sóng của Mute. Sự quấy rối như vũ bão và đầy sát lực của Sledge sẽ chỉ dừng lại cho đến khi hoặc là chúng bằng cách nào đó ngăn ông ta tiếp tục công việc quấy rối của mình hoặc là hoàn toàn trừ khử được ông ta khỏi trận đấu. Thứ hai, nhờ khả năng của một phá trúc sư này mà Sledge cũng trở nên rất ưu việt trong vai trò một Entry Fragger, nhờ việc tạo ra muôn vàn bất ngờ cho kẻ địch, đặc biệt là ông ta còn sở hữu lựu đạn nổ giúp có thêm năng lực siêu ức chế là đứng trên cao, thả lựu đạn xuống lùa kẻ địch ra khỏi những vị trí cố thủ bên dưới, hoặc thẳng xì ke ra luôn là cho chúng banh xác tại chỗ vì tội cứng đầu. Thứ ba, ông ta cũng kiêm thêm chức vụ của một người chơi hỗ trợ nhờ khả năng lập chốt hỏa lực tạo vùng kill zone cực kỳ hiệu quả của mình, nhất là lên lối ra vào ở tầng dưới chân Sledge để bắn que người những kẻ địch nào dám cả gan bước vào hay chui ra trước tầm mắt của ông, và đặc biệt là canh chừng máy gỡ bom từ trên cao khỏi những tên phòng thủ đang thèm thuồng phá bỏ nó. Cuối cùng là operator chủ lực yêu thích của tay viết, Termite. Đây đã từng được coi là một trong những operator phe công có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn mạnh lên trận đấu bởi kỹ năng Exothermic Charge của ông ta là một gói bộc phá có thể thổi tan tành nguyên một bức tường gia cố để kiến tạo nên một cái lỗ to hoành tráng giữa hàng phòng ngự của đối phương, giúp ông ta hiển nhiên có vai trò chủ đạo là một Hard Breacher và cũng kiêm vai trò Entry Flagger phụ nhờ khả năng tạo ra sự đột phá khủng khiếp trong gameplay tại bất kỳ bản đồ nào của Rainbow. Và khẩu súng trường 556XI đáng tin cậy nhờ độ giật không quá lớn nhưng sát thương cũng khá ổn áp.
càng gia tăng lên uy tín cho vị operator khủng bố gameplay này. Ông ta quan trọng và giá trị đến mức tới tận ngày nay vẫn thường xuyên được dương lên danh sách bị cấm chọn ở các sàn thi đấu cấp cao nhất. Đặc biệt là ngày xưa khi ông ta gần như không xuất hiện trên màn ảnh bởi kỹ năng quá bá cháy cũng như Rainbow ngày hôm qua vẫn còn rất khan hiếm các operator khả năng phá tường gia cố. Mặc dù vậy, kể từ khi Rainbow cho ra mắt một trang thiết bị giúp một số operator tấn công có khả năng phá tường gia cố dù chỉ là một lỗ nhỏ vừa đủ để chui vào, vị thế của Termite đã sụt giảm đáng kể. Để bù đắp lại, Rainbow đã buff cho ông ta bằng việc cho ông ta lựu đạn khói, giúp ông ta có thêm năng lực hỗ trợ đồng đội và thậm chí khiến ông ta trở nên rất đáng sợ và tàn nhẫn ở những bản đồ có khu vực bom rộng rãi trước khu vực bên ngoài, cho phép phe công có thể chơi chiến thuật, đạp cửa, đánh nhanh, thắng nhanh thẳng khu vực bom bằng combo phá cửa chính, ném bom khói bọc tầm nhìn, rồi đặt máy gỡ bom chỉ trong phút đầu tiên của trận đấu. Buộc phe thủ phải trực tiếp đấu hỏa lực với phe công mà hiển nhiên là phe công có lợi thế hơn hẳn. Và đó chỉ là mới những operator phe công mà thôi, và vì người viết đã chọn lọc nhân vật nổi bật nhất trong mắt bạn viết, phe phòng thủ còn chi tiết hơn nhiều vì nó còn tính thêm cả phong cách của người chơi là thụ động, tức Anchor, người bảo vệ khu vực mục tiêu hay trực tiếp linh động, tức Roamer, là chủ động tiêu diệt phe công. Nhưng nếu kể thêm ra nữa thì chúng ta sẽ ngồi đây cả ngày mất vì sẽ mất quá nhiều thời gian và thừa thãi, nên mình xin phép chỉ đi qua các slide cho bạn xem thấy sự cân bằng trong game có chiều sâu đến mức độ như nào. Từ bài phân tích trên, các bạn có thể thấy rằng Rainbow rất chú trọng trong việc xây dựng và bảo tồn một môi trường gameplay được móc nối liên kết vững vàng với tư tưởng team game hay là phối hợp đồng đội. Bạn không thể chỉ sử dụng nguyên kỹ năng bắn súng hay phản xạ của mình trong Rainbow Six mà ta có thuật ngữ được gọi là Gunblazing, tức là lối chơi chết não khi bạn chỉ dùng vũ lực để đoạt chiến thắng. Nó không hoạt động thuần túy như vậy, bởi bạn sẽ chỉ đến một điểm nhất định đến khi đối phương nhận ra lối chơi bảo thủ đó và họ chắc chắn sẽ lập phương án đối phó và tính toán các đòn bẩy để bật lại. Bạn chắc chắn sẽ bị trừng phạt nếu không đổi mới tư duy đó. Đây là một tựa game xoay quanh việc sử dụng các kỹ năng, trang thiết bị và công cụ chiến thuật để hai phe đạt được mục tiêu hàng đầu, đó là kiểm soát bản đồ. Và để làm điều đó, bạn phải hợp tác cùng những người đồng đội, dù cho đó chỉ là mức độ rất đơn giản như đi tấn công cùng nhau hay ném lựu đạn khói hay lựu đạn mù để bao bọc cho đồng đội. Bởi vì bảo vệ tính mạng của đồng đội cũng không kém phần quan trọng so với việc tiêu diệt kẻ địch. Tất cả đặc điểm của mỗi một operator trên sân đấu kết hợp với đặc thù của môi trường sẽ buộc người chơi phải liên tục sáng tạo trong cách tiếp cận mình với các mục tiêu nhiệm vụ. Đầu tiên là cách tiếp cận đơn giản nhất, vô cùng truyền thống là giết sạch đối phương, thế là xong chuyện. Nếu như đó là chế độ giải phá bom mìn tương tự như CS:GO, nhưng thay vì đặt bom là đặt máy gỡ bom, thì phe thủ phải chia nhau bảo vệ hai khu vực bom và tính toán phối hợp sát sao trong trường hợp bom đã được đặt, vì khi đó lợi thế của phe công là vô cùng lớn. Khi giờ đây họ thay vì phải đi tìm phe thủ, giờ phe thủ sẽ phải tìm đến họ. Hoặc ở chế độ phong tỏa khu vực, thì khi bên thủ phải ngăn bên công thâm nhập vào khu vực cần bảo vệ, thì phe thủ sẽ vừa phải tìm cách ngăn chặn phe công bước chân vào, vừa phải tìm cách trừ khử chúng khi chúng đã bước vào vùng cấm giới. Ung thư hơn nữa thì chúng ta có chế độ giải cứu con tin, một chế độ meme đúng nghĩa khi thay vì phe thủ tìm cách ngăn phe công cướp con tin và ngược lại, thì cả hai bên thường sẽ tìm cách nhử nhau để giết con tin hơn là bảo vệ hay cướp mục tiêu. Một điều quan trọng nữa mà mỗi người chơi game đã từng phải cắn răng chịu đựng, nhưng ở trong Rainbow Six thì nó được đẩy lên một tầm cao mới. Đồng đội của bạn cực kỳ quan trọng và quyết định sự sống còn của tất cả cùng với sự thành bại của nhiệm vụ. Nếu như ở trong CS:GO thì một người chơi thiệt mạng cũng không phải là một vấn đề quá đáng quan ngại, nhất là trong cuộc đột kích khi mọi người cùng đổ ập vào khu vực đặt bom, cộng với việc khả năng clutch 1 cân 2, cân 3, cân cả đội địch thủ là những điều khá hy hữu, thậm chí là gồng gánh cả team trên vai nhẹ như lông hồng trong các tựa game Overwatch với tên Genji. Có thể làm sushi cả team địch chỉ cần một pha solo ultimate. Hay trong tựa game của nhà làm game 200 năm kinh nghiệm nào đó với những vị tướng siêu bá đạo có thể chơi chỉ bằng một tay mà vẫn hủy diệt team địch như không. Samiraku. Nhưng trong Rainbow Six, mất đi một operator đồng nghĩa với việc đội hình của bạn sẽ mất hoàn toàn những lá bài của người chơi đó mà bạn không thể nhặt lại như bên CS:GO. Tức là bạn không còn lựu đạn nổ hay bom khói để càn quét và che mắt khu vực phòng thủ nữa. Không còn ai có thể vô hiệu hóa hay loại trừ những trang thiết bị của kẻ địch, không còn ai có thể thu thập tin tình báo hay dò thám kẻ địch. Tệ hơn là không còn ai bảo vệ hay canh giữ cho bạn từ trên đầu, đằng sau lưng và cả dưới chân. Ví dụ chi tiết hơn các operator thực tiễn, nếu phe công có Thatcher, hy sinh thì các trang thiết bị của phe thủ sẽ không còn gì phải lo ngại trước những quả lựu đạn điện từ EMP có khả năng hủy diệt cả hệ thống công sự chỉ với một quả lựu đạn. Vì thế ông ta cực kỳ bá đạo và được cấm thường xuyên ở mọi trình độ. Nếu như Hibana lìa đời thì phe thủ hoàn toàn có thể yên tâm rằng kẻ địch không thể di chuyển thông qua cửa thông tầng mà đã được gia cố, mà chúng sẽ buộc phải đi bằng cầu thang chính hay mạo hiểm nhảy qua cửa sổ. Một lợi thế lớn cho việc chăn đà phe công lẫn mai phục kẻ thù. Nếu như Jinx bay màu thì phe công sẽ mất đi một cỗ máy phóng lựu đạn mù khủng khiếp có thể gây động kinh những ai nhìn trực tiếp. Với phe thủ thì có phần lợi thế là phần lớn bộ kỹ năng trang thiết bị của phe này thuộc diện nội tại, tức là chỉ triển khai và ứng dụng tại một chỗ duy nhất,
còn chúng sẽ chạy đi làm việc khác, mặc kệ đống đồ đó và mục tiêu chính của họ vẫn là bảo vệ bom hay con tin. Nhưng không vì thế mà mất mát của họ kém phần đau xót. Phe thủ sẽ mất đi những cơ hội để đánh trả lại phe công một cách trực diện, vì cách phòng thủ chắc chắn nhất chính là tấn công quân thủ trước chúng. Ví dụ như Pulse, mà team ngừng đập thì phe thủ sẽ mất đi một cái máy livestream do team quân địch và là cái máy tử hình trong các cuộc đấu một chọi một. Hay khi Doc lìa đời thì cũng đồng nghĩa việc sẽ không có ai hồi máu cho phe thủ được nữa và cũng loại trừ một con quái vật chuyên gia clutch trận. Legion tắt thở thì phe công sẽ không phải lo về kỹ năng dặn ra những cạm bẫy tàng hình giúp hắn thu thập tin tình báo, lại có khả năng gây độc theo thời gian và không cho nạn nhân chạy trốn được. Nguy hiểm hơn nữa là khi phe đối phương sử dụng Operator có kỹ năng khai thác tử thi kẻ địch, ví dụ như Caveira là tra khảo nạn nhân bị bắn gục để moi thông tin vị trí của tất cả đồng đội còn lại, hay Doc Kirby như đã kể trên, buộc chúng phải chấp nhận rủi ro bại lộ nghiêm trọng trong kế hoạch tác chiến trước đó, hoặc rút lui viết lại kế sách và ép chúng phải tự tay phá hủy chính những món đồ chơi của mình đã đặt ra. Nói tóm lại, việc bất kỳ ai hy sinh thì chắc chắn khả năng thành bại của một trận đấu sẽ lập tức nghiêng ngả đáng kể về phe có ưu thế về người chơi. Mỗi một Operator, đặc biệt là phe công có một chức năng và nhiệm vụ riêng biệt cần giải quyết. Chỉ một người đồng đội bỏ mạng sẽ có thể một toa tàu bị chật bánh dẫn đến một thảm họa khôn lường. Gameplay của Rainbow Six từ lâu đã rất chắc chắn khẳng định vào một định luật rằng mất mát về nhân mạng phải luôn là một gánh nặng lớn cho các bên. Vẫn còn chưa hết chuyện đâu, một điều ước chế hơn nữa đó là không phải ai cũng chơi đúng theo phương cách giáo trình, hoặc họ cố ý sử dụng các Operator trái mục đích định danh của nhân vật đó, dẫn đến những hệ số đột biến, đảo lộn kỳ vọng của đối phương hay chính đồng đội của họ và làm thay đổi đáng kể cục diện của trận đấu. Chẳng hạn như Operator Doc, một nhân vật có chỉ số giáp 3, tốc độ 1 nên sự cơ động của ông ta là rất kém. Cộng với nhược điểm nữa là nhân vật này có nhiều giáp thì di chuyển hay xoay sở tư thế sẽ tạo ra tiếng ồn, khiến ông ta theo logic hiển nhiên chỉ nên quanh quẩn một chỗ. Kỹ năng của Doc là một khẩu súng lục dùng để hồi máu cho đồng đội lẫn bản thân, thậm chí là cả kẻ địch nếu bạn muốn có một trận giao hữu vui vẻ với phe bạn hoặc cố tình hồi sinh chúng để giết tiếp. Đặc biệt nhất là nó có khả năng hồi sinh đồng đội bị gục từ xa, và quan trọng hơn là Doc có thể tự dùng lên bản thân. Về lý thuyết, Doc là một nhân vật hỗ trợ tuyệt vời, chỉ riêng kỹ năng này thôi đã giúp cho người chơi thấy ông ta phù hợp với lối chơi phòng thủ khu vực và hồi máu cho đồng đội bị thương phải rút lui về vùng an toàn và tìm đến ông để hồi phục sức chiến đấu. Tuy nhiên, nhờ được vũ trang với khẩu MP5, một khẩu súng tiểu liên rất mạnh mẽ đã trở thành tiêu chuẩn cho sự cân bằng hoàn hảo cho các vũ khí của phe phòng thủ, khiến ông ta từ một quân y chiến trường này có thể trở thành một con hổ mang chúa đi săn lùng và quần nhau thẳng mặt với phe công, vì như lời ông nói, giết người cũng là một cách để cứu người. Kèm theo khả năng tự hồi sinh bản thân mình, nếu cuộc đấu súng không có kết cục quá tốt đẹp giúp Doc là một cỗ máy chiến tranh hai chân đúng nghĩa đã đi xuyên suốt chiều dài lịch sử Rainbow Six cho tới tận bây giờ. Hay ví dụ khác nữa khó áp dụng hơn là Mira, một nhân vật cũng có chỉ số giáp 3, tốc độ 1 với kỹ năng rất bá đạo, thậm chí có thể coi là quá bất công trong nhiều trường hợp, là dựng một tấm kính một chiều chống được đạn và chất nổ giúp cô ta cùng đồng đội có thể quan sát khu vực trong tầm nhìn một cách an toàn, khiến cô ta làm sự lựa chọn rất ưu việt trong việc canh gác, phòng thủ trực tiếp khu vực mục tiêu, nhất là tại các chỗ đất chật hẹp. Nhưng sẽ thế nào nếu như những người chơi điều khiển Operator đó lại quyết định không giữ vị trí trong khu vực phòng thủ mà trái lại đem trận đánh đến tận mồm phe địch nhờ khẩu súng Vector có khả năng xé xác mọi thứ mà nó được mớm tốc độ phun đạn như thác nước. Sau đó, lợi dụng tấm gương như một công cụ để tấn công thay vì phòng thủ. Có muôn vàn những ẩn số đằng sau tâm lý chiến của mỗi người chơi điều khiển các nhân vật đó khiến cho không một bài toán nào có thể giải đúng theo phương trình khuôn mẫu mà bạn cũng như những người đồng đội sẽ luôn luôn phải đặt những giả định, phán đoán, thậm chí là những bước đi trong sự mù lòa thông tin. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần gameplay. Súng ống, nếu như nó tự nhận đứng thứ hai thì chẳng ai dám xứng tên đứng thứ nhất. Một trong những yếu tố gameplay cực kỳ quan trọng với Rainbow Six cũng như bất kỳ tựa game FPS nào khác. Nhưng khi làm video này thì thực sự hơi khó giải thích đối với những bạn xem chưa từng biết đến hay trải nghiệm gameplay của Rainbow Six. Ngay cả đối với những người chơi lâu năm lẫn thiếu chuyên nghiệp, sẽ có lúc bạn cảm thấy gameplay của Rainbow Six rất có cá tính riêng, mạnh mẽ và chính xác đúng với kỳ vọng của bạn. Nhưng lại có lúc bạn sẽ thấy đây là tựa game một thứ gameplay dở tệ nhất trong những game FPS khác. Có 3 đặc điểm chính xây dựng lên gameplay và cả 3 đều góp phần tạo nên cảm giác phân vân hoang mang như người đang đi trên dây vậy. Đầu tiên là cơ chế One Hit Headshot. Một viên thẳng vào đầu là mục tiêu bay màu luôn bất kể nhân vật đó có mặc mũ bảo hiểm chống mảnh bom hay thậm chí chống cả bom hạt nhân kích nổ trực diện đi chăng nữa. Chỉ cần một viên đạn là đủ kết luận cho cuộc đọ súng. Đây vừa là điểm tuyệt vời nhất nhưng cũng là điểm ức chế nhất của Rainbow. Tất nhiên là sung sướng cho người thắng và cay cú cho người thua vì nó vừa đảm bảo kỹ năng bắn súng của bạn sẽ luôn luôn được phát huy trong bất kỳ cuộc giao tranh nào nhờ vào kinh nghiệm giữ vị trí tầm ngắm của bạn trong Rainbow Six.
Hộp sọ kẻ địch không phải lúc nào cũng được giữ cố định thẳng đứng theo cuộc sống của chúng, mà có thể nghiêng ngả khi đứng, ngồi và nằm. Cộng thêm môi trường rất phức tạp, nên chỉ cần sai sót ngay từ khâu giữ tâm súng là đã giảm đáng kể tỷ lệ sống sót của bạn rồi. Do vậy, việc kết hợp giữa hai lớp kỹ năng là chiến đấu, bao gồm ngắm bắn và kiểm soát độ giật của súng, di chuyển ẩn nấp bảo vệ cái đầu của mình, đi đôi với tri thức là sự am hiểu môi trường, thu thập thông tin kẻ địch và dự đoán hành vi của đối thủ, chính là những vốn liếng kinh nghiệm quan trọng để nâng cao rất đáng kể khả năng bắn vỡ sọ kẻ địch trong khi chúng không kịp bắn trả, hay thậm chí là giật đùng mình vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Về mặt khác là cái gây khó chịu cho cả hai bên nhất. Việc các bên đều có khả năng one tap như vậy vào nhau sẽ tạo ra khả năng outplay một cách công bằng hơn cho một môi trường chiến đấu của Rainbow Six rất sặc mùi thi đấu căng não và căng tay. Nguyên nhân thì giả sử chúng ta áp đặt nguyên lý gunplay của CSGO và Rainbow Six, một tựa game cố gắng mô phỏng thực tế nhưng không đi sâu vào việc giả lập chúng. Lập tức bạn sẽ thấy khá là bất bình về cảm tính lẫn logic khi mà phe thủ cầm súng tiểu liên phải bắn đến mấy phát thẳng đầu phe công thì họ mới quay ra lăn ở sàn, cho dù tầm bắn cực gần. Hay ngược lại, khi phe công sở hữu những khẩu súng trường có sát lực mạnh mẽ hơn nhiều lần súng tiểu liên, thậm chí là có cả súng bắn tỉa cỡ nòng lớn mà bắn những hai phát đạn thẳng vào đầu đối phương vẫn không đủ để cho chúng đi ngủ. Do đó, việc kết hợp nguyên nhân trên, nó đảm bảo tính minh bạch của gunplay, trao thưởng xứng đáng cho kẻ nào ưu việt về địa thế và thông tin hơn, nhưng đồng thời giúp những hung thần FPS có đôi cánh tay linh hoạt như thánh thần trong khả năng vẩy chuột cùng bộ não nhạy bén phản xạ như tia chớp, sẽ tạo ra những pha máu rồ đến não ngược, nổ đom đóm mắt cho những tên địch vô tình đánh thức thú tính trong họ. Nhưng về mặt trái của cơ chế này, nó sẽ tạo ra nhiều trường hợp hy hữu may rủi khá đau lòng vì vui hay buồn khi mà vô tình khẩu súng của đối phương hay của bạn có quỹ đạo bắn giật tâm vào đầu mục tiêu. Ức chế hơn nữa nếu đó là những khẩu súng có độ giật cực kỳ nặng và thô bạo như khẩu Scorpion của Operator Ella hay khẩu SMG-11 của Smoke và Mute. Điểm thứ hai trong gunplay của Rainbow đó chính là nó có tính random khá đáng kể. Không như CSGO, Valorant, Apex Legends hay các tựa game khác xây dựng cả một hệ sinh thái vũ khí, súng ngắm trong Rainbow có quỹ đạo đạn khá được ngẫu nhiên hóa để mỗi một lần bóp cò là những vệt đạn sẽ có những khác biệt từ kha khá, không quá khó khăn đến hoàn toàn vô ích trong việc cố gắng kiểm soát tâm súng khi bắn nhau tầm xa. Dù nó mang ý nghĩa thực tế theo một cách giả tạo và cũng là một con đường để chống lại vấn nạn recoil script, tức là một dạng cheat ở mức độ nhẹ như để các phần mềm điều khiển chuột như Logitech G Hub hay Razer Synapse sẽ giật súng trở lại đúng quỹ đạo mặc định của nó hộ người chơi. Khi bạn chơi Rainbow đủ lâu để làm quen dần, trong kha khá trường hợp, bạn sẽ cảm thấy đôi khi, thậm chí là nhiều lúc vũ khí, khẩu súng các bạn đang gật ngược lại theo chiều hướng trái với mình. Nhất là khi bạn di chuyển bắn các mục tiêu di chuyển theo chiều ngang, khiến bạn đánh mất cơ hội liếm mạng đáng tiếc này. Nhưng bù lại trao đổi không lãi tí nào, sẽ lại có lúc chúng như nam châm vô tình kéo nòng súng thẳng lên hộp sọ đối phương và thala, một điểm khiến cơ chế one hit headshot thêm nhức nhối hơn nữa. Thứ ba, cuối cùng, gunplay chiếm tới một nửa sự cân nặng trong việc cân bằng các operator. Trong Rainbow, khi một operator được coi là quá khỏe, vũ khí các operator chiếm 50% lý do đó, 30% còn lại là lỗi game, bóc biếp và lây lên súng ống của họ, chỉ 20% thật sự là do kỹ năng của họ quá ung thư và độc hại trong môi trường game, đặc biệt là ở tầng lớp dân chơi bình dân. Gunplay của Rainbow trước đây xoay quanh một cái hố đen vĩ đại của sự thật. Ai có kính ngắm ACOG, người đó chắc chắn sẽ khỏe. Và nếu phe thủ có nó, họ sẽ khỏe đến broken. Nó cực kỳ quan trọng bởi giá trị chiến lược của nó là nhân tố phân định thắng bại hoặc gánh team. Đầu tiên, việc vũ khí các operator sở hữu kính ngắm cỡ lớn giúp người chơi có thể nhìn rõ môi trường hơn để phân biệt thân thể của các operator địch với các vật dụng hay địa hình xung quanh họ. Đi sâu hơn nữa là trong môi trường game, khi từng một cái chấm đồ họa của một nhân vật cũng mang tính sống còn. Có kính ngắm to, đồng nghĩa việc bạn sẽ nhìn được nhiều hơn vô kể so với khi chỉ có kính ngắm thường. Các bạn hãy thử tưởng tượng xem, trong CSGO khi mà AK cũng có thể ngắm được như SG-553, trong khi giá cả vẫn giữ nguyên. Đó là mức độ nghiêm trọng trong vấn đề ACOG. Cộng thêm gunplay của Rainbow hoàn toàn là hitscan, tức là bắn phát là đạn dính thẳng mục tiêu luôn, và các viên đạn đều có kích cỡ như nhau, bé bằng cái đầu tăm, kính ngắm sẽ giúp bạn tăng hitbox. Kích cỡ nhân vật của mục tiêu hơn rất nhiều và tăng mạnh tỷ lệ phần trăm bắn rộp não chúng trong khoảng cách đấu súng ACOG, làm đổ bại sự cân bằng của game tới mức một số operator dù đã có tuổi đời hơn 6 năm vẫn giữ được vị thế của họ nhờ sở hữu kính ngắm này như Dog và Rook vậy. May mắn là Ubisoft đã vô cùng nỗ lực trong việc khắc phục hạn chế này thông qua hai biện pháp. Đầu tiên và hiệu nhất là tăng độ giật súng, chấp nhận hy sinh mặt thực tế và cảm giác người bắn khiến cho rất nhiều mẫu mã súng trong Rainbow có cảm giác cực kỳ giả tạo và không phản ánh đúng bề ngoài của nó. Thứ hai là thành quả đâm sôi nảy lọc nhất được cộng đồng hưởng ứng là cho ra đời hàng loạt các mẫu kính ngắm mới cho cả phe công lẫn phe thủ, vừa giúp phong phú thêm sự lựa chọn trong gunplay, chiều lòng hợp lý cả hai bên và đạt mục tiêu quan trọng nhất là giảm bớt sự bá chủ của ACOG, vốn đã làm đổi bại sự cân bằng giữa các operator từ quá lâu rồi.
một tai tiếng cực kỳ quen thuộc với hầu như toàn bộ các tựa game của Ubisoft, bao gồm cả Rainbow. Tựa game này đã được Ubisoft hồi sinh bằng phép thuật zombie, rồi dán đẩy băng gạc mỗi khi một phần cơ thể của nó thối rữa và nát vựa ra. Sau đó thì họ lại nâng cấp cơ thể của zombie đầy băng dính đó. Nó từng tồi tệ đến mức trong những bản cập nhật mà Ubisoft cố gắng sửa chữa Rainbow thì ví von là thay vì cứu thương cho một cánh tay bị què, Ubisoft lấy một khẩu shotgun bắn nát cái chân của mình, chặt cánh tay còn lành lặn kia đi, thay thế đó bằng khẩu súng dán băng dính vào đó. Nguyên nhân chính là bởi nền tảng đồ họa của Rainbow được xây dựng dựa trên công nghệ của dòng game Assassin's Creed, vốn chỉ định cho một tựa game một người chơi, chứ không phải nhiều người chơi, và cộng thêm mức độ phá hủy môi trường và tương tác ác liệt giữa các kỹ năng. Hai ví dụ tiêu biểu nhất cho sự tồi tệ của vấn nạn này trong quá khứ là Operator Class, một nhân vật sử dụng khiên chắn đạn toàn bản thân nhưng nhờ lỗi game mà ả ta có thể rút súng như thường trong khi khiên vẫn được dựng vô thời hạn khiến ả ta bất khả chiến bại hoàn toàn. Hay Jagger có khả năng hô biến một trang bị của anh ta là cái khiên chắn để dính nó vào đầu của mình và anh ta sẽ miễn nhiễm hoàn toàn trong nguy cơ bị bắn chết bởi headshot. Mặc dù tệ đến thế nhưng nó là câu chuyện của 1-2 năm về trước rồi. Đến hiện tại hơn 6 năm qua, Rainbow được là ủi rất nhiều lỗi để gameplay của ngày hôm nay có thể nói là khá trong sạch và trải nghiệm của người chơi được trơn tru và trao chuốt. Chí ít bạn chết không phải vì thứ vớ vẩn của nợ khốn khiếp nào đó. Trừ khi bạn cố tình tìm tòi phá phách game theo hướng tiêu cực để tìm ra lỗi liếc ở trong đó mà thôi. Sau tưởng chừng như cả một thiên nhiên kỷ đã trôi qua với đầy áp lỗi, hệ thống âm thanh của Rainbow giờ đây đã cực kỳ được cải thiện đến mức mà có thể coi là hoàn hảo. Mặc dù là một tựa game trả phí bản quyền để được chơi, Rainbow có cơ chế kinh tế trong game hoạt động y chang một tựa game miễn phí của các hãng làm game và phát hành trên điện thoại. Nhưng nó còn tệ hơn nhiều bởi vì Ubisoft vẫn cứ phải là Ubisoft. Đầu tiên, chúng ta phải định nghĩa lại kiểu người chơi tiêu dùng trong game. Người mua game sẽ là người trả phí một lần, còn người đã mua game và nạp thêm tiền vào để mua sắm thêm nữa thì sẽ là người trả phí thêm nhiều lần. Và Ubisoft cực kỳ ưu ái hoạt động người trả phí thứ hai. Điểm tối thiểu đầu tiên mà các bạn xem như chưa từng động vào Rainbow bao giờ cần biết trước đó chính là việc khi Rainbow ra mắt các operator mới, chúng luôn đặt ở mức giá cực kỳ cao mà theo tính toán phải tốn từ 20 cho tới 25 giờ chơi. 25 tiếng chơi game chỉ để mở khóa một nhân vật, hoặc là bạn nạp tiền vào mở khóa nhân vật đó thay cho hình thức khổ nhục kế này. Nhưng bừa hơn, các operator mới ra mắt trong vòng 7 ngày kể từ khi được cập nhật vào game sẽ chỉ khả dụng đối với những ai đã bỏ tiền ra mua Battle Pass hay Season Pass mùa mới. Tức là người chơi nào chỉ bỏ tiền mua game một lần sẽ chỉ được đối đãi như một công dân hạng 3 so với những người chơi chịu bỏ thêm tiền. Nếu như bạn muốn mua Rainbow mùa sale sắp tới, hãy nhắm tới bản Gold Edition. Đây mới là phiên bản thật, khi mà cả hai phiên bản kia sẽ ép bạn cày cuốc liên tu ti hàng ngày đêm cho đến khi tận năm trời mới mở khóa một nửa số operator hiện hành. Người chơi chùa, thực ra chính xác hơn là vẫn bỏ tiền ra rồi, sẽ có một động lực nho nhỏ hơn là các Alpha Pack, tức là những trang phục hay phụ kiện súng ngẫu nhiên thường được khi chiến thắng bất kỳ trận PvP nào, mà tỷ lệ thắng giải sẽ tăng dần cho đến khi nhận thưởng và reset lại. Nhưng phần lớn một trong số chúng xấu tệ và chỉ có duy nhất một thứ thật sự có giá trị thẩm mỹ trong game, đó là các Elite Skin. Nhưng chúng đắt sắt nát cả cà vạt, ngang giá với bản Rainbow bình thường cho công dân non-prime, và skin thì không có sale bao giờ nhá. Có đáng tiền hay không, chỉ có thể do bạn quyết định mà thôi. Bây giờ, hãy cùng nhau nói về tầm nhìn của Ubisoft với Rainbow Six. Một điểm rất đáng tuyên dương là việc Ubisoft rất quả quyết trong việc đổi mới gameplay cho Rainbow với việc các bản update luôn mang theo tính năng mới được đúc kết vào game vĩnh viễn mà phần lớn trong số đó có thể coi là tích cực. Người chơi không thích những bản đồ nhất định vì chúng quá mất cân bằng và không vui để chơi, làm lại hoàn toàn chúng. Chế độ Quick Match quá nhàm chán và người chơi muốn thêm chút thử thách mà không phải chảy mỡ khi chơi rank, cập nhật thành chế độ Unranked, chơi như rank nhưng không phải lo tụt xếp hạng. Meta Operator ngày xưa đặt quá nặng nề lên các kỹ năng phá tường gia cố, cập nhật trang bị cho các operator có khả năng đục tường, người chơi quá ít giao tiếp, cho camera và drone do thám có khả năng ping như nhân vật, vô ý bắn trúng đồng đội và không xứng đáng bị game coi là hành vi toxic, cho phép nạn nhân có quyền quyết định hành vi đó có đáng trừng phạt hay không. Trong bản cập nhật tiếp theo là Operator Northstar, Rainbow có thêm chức năng mới chưa từng có tiền lệ, người chết ở phe công tiếp tục được lái drone đã triển khai của họ,
vừa để giảm áp lực thất thế khi phe công thua người, vừa để giải bài toán mà tựa game nào cũng khó giải đáp. Làm gì sao chết, vì chết hiển nhiên không vui một chút nào cho bất kỳ ai chơi game. Tóm lại, Ubisoft luôn tìm cách đột phá, thậm chí là thay máu cho chính gameplay của họ, và điều này là rất tốt. Chứng tỏ họ biết rằng tựa game của mình hay và tốt, rằng họ luôn sẵn sàng đón nhận những lời khen ngợi và sự chỉ trích từ cả phía người chơi thông thường lẫn những tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp, vừa khiến gameplay của Rainbow trở nên sinh động khi mà nó liên tục tiến hóa theo thời gian, đến từng ngày, từng trận đấu và từng bản cập nhật trôi qua nếu thực sự cụ thể. Rainbow luôn sẵn sàng đón nhận những lối chơi mới và những người chơi mới nếu họ cam chịu những điều mà bọn mình sắp nói ngay sau đây. Một điều phải khẳng định với các bạn rằng Rainbow Six Siege không thiết kế ra để chơi chôn vui vẻ. Trong các tựa game bắn súng cạnh tranh người với người khác Rainbow Six như CSGO, Overwatch hay thậm chí là Halo, bạn có thể tìm được các trải nghiệm vui vẻ trong các tựa game trên thông qua những chuyện diễn ra trong game hay kế hoạch hành động hờ hững hay ngu xuẩn nhưng lại hiệu quả đến phát cười, kể cả trong chế độ xếp hạng như sấy neghép chống đẩy lão trong CSGO, spam shotgun ôm cửa trong Valorant, ném cửa cho nhau rồi spam tiếng thông báo mất cửa trong Halo nhằm chọc điên kẻ địch. Flag drop, flag drop. Flag stolen, flag taken, flag drop, flag dropped, flag captured. Nhưng trong Rainbow, những điều kể trên tồn tại rất khan hiếm. Shroud, một streamer cực kỳ nổi tiếng chuyên chơi tựa game bắn súng FPS, cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng khả năng bắn súng của anh chỉ có thể đâm xuyên thủng những bức tường rào cản của Rainbow đối với những người chơi game bắn súng thông thường khác, và anh sớm đâm phải bức tường cực kỳ chắc chắn không thể xuyên thủng là chiến tranh chiến thuật và đấu tranh tâm lý vô cùng quyết liệt của Rainbow. Nó không phải một tựa game casual mà nó sẽ luôn luôn là một tựa game cực kỳ cạnh tranh dành cho những người chơi thuộc thể loại rất sweaty và try hard, nói vui là những ai sống chết vì game. Bởi vì Rainbow có rất ít mặt để người chơi không nghiêm trọng hóa nó, thậm chí là không cảm thấy khó chịu và cay cú vì nó. Lý do không phải vì Rainbow được thiết kế chỉ để làm ức chế người chơi, bởi bạn vẫn có thể kiếm được tiếng cười khi chơi với các đồng chí khác, mà mỉa mai rằng bạn chơi game gì với bạn bè chẳng hay đúng không? Kể cả ngồi ngắm sơn tường khô cũng sẽ vui hơn nếu có bạn bè bên cạnh. Rainbow yêu cầu bạn phải tập trung cao độ và phải liên tục đưa ra những quyết định mang tính sống còn đối với cả bạn và cả team, với thời gian suy nghĩ chỉ tính trong vài giây. Tiếp tục đi săn tên Filch đang ở trên tầng nã lựu đạn xuống tầng dưới, hay quay trở lại phòng mục tiêu đã bị đối phương thâm nhập, cố gắng lùng bắt bằng được tên Jagger địch vừa mới đốn giỏ thành viên phe ta, hay mặc kệ hắn mà đẩy thẳng phòng mục tiêu luôn. Một khi trận đấu đã bước vào giai đoạn giết săn lùng nhau, với Qfit liên tục nhảy tên trên bảng rồi thông báo bạn là người duy nhất sống sót bật lên, bạn sẽ thấy rất rõ áp lực mà Rainbow đè lên lồng ngực. Nó cũng dấy lên một vấn đề nữa là bạn không thể chơi Rainbow với một tâm lý mệt mỏi căng thẳng, bởi chính bản thân game thôi đã là một gánh nặng stress rất lớn lên người chơi nó. Một tựa game bắn súng chiến thuật, mọi hành động trong game từ việc bước đi, phát đạn bắn ra, quay camera, lái drone, đặt mìn, ra cố tường, v.v. đều cần phải được tính toán rất cẩn thận. Chỉ một bước sai lầm như chuyển sang góc nhìn camera, lái drone không đúng lúc, ra cố sai vị trí, lãng phí tài nguyên thì có thể sẽ đặt bản thân bạn vào một tình thế chết người, hoặc tệ hơn là bóp cả team, để rồi kẻ địch sẽ một trận thắng dễ dàng cùng dòng chữ GG Easy hiện lên. Một khi đã chơi Rainbow, bạn sẽ luôn luôn gánh vác một phần trách nhiệm với kết cục trận đấu. Sự khác biệt nữa của Rainbow đối với tựa game khác như CSGO và Valorant là việc không có kinh tế trong trận đấu. Ở những tựa game kia, sau khi chiến thắng một trận đấu nhất định nào đó, bạn có thể đoán già đoán non là kinh tế kẻ địch đã hoàn toàn đổ vỡ, rằng chúng sẽ không thể mua những loại vũ khí đắt tiền hay mua kỹ năng để phục vụ trận đấu tiếp theo, từ đó giúp bạn có một trận đấu mà tinh thần được nhẹ nhõm hơn. Nhưng Rainbow thì khác, mỗi trận đấu các bên đều có xuất phát điểm ngang nhau, không có chuyện có trận đấu eco mà bên nào phải giữ tiền để lấy lại đà bứt phá cho trận sau cả. Đồng thời, trong hai tựa game kia có số lượng hiệp đấu mỗi trận khá nhiều, giúp hai bên giả định là trình độ ngang nhau, luôn cảm thấy có cơ hội bật dậy và thắng ngược. Tuy nhiên, số trận đấu cần thiết để phân định kết quả trong Rainbow ít hơn rất nhiều với chỉ 4 hiệp, khiến áp lực tâm lý và rủi ro thắng thua trong Rainbow cao hơn rất nhiều. Nếu bạn muốn giải trí sau một ngày làm việc và học tập, có sự lựa chọn khác tốt hơn cho bạn như Call of Duty, Battlefield hay có ngay Apex Legends là những tựa game giải stress nhẹ nhàng nhất, mà vẫn giữ cho bạn sự rảnh tay để nâng cốc nước ngọt hoặc một miếng bim bim Doritos. Còn Rainbow thì giống như bạn tự tra tấn bản thân sau một ngày làm việc và học tập mệt mỏi vậy. Rainbow không được thiết kế để chơi một cách ích kỷ, cá nhân và không giao tiếp. Bắt tay với những người chơi khác một cách trọn vẹn, nó là tựa game mà bạn chỉ thực sự chơi đúng cách khi tụ họp được 4 người bạn khác cùng chí hướng và đồng ngôn ngữ. Bật máy rủ nhau chơi trong một buổi sáng hoặc một chiều thứ bảy hoặc chủ nhật khi tâm lý và cơ thể của bạn ở trạng thái thư giãn nhất. Bạn càng già tuổi và càng có nhiều công việc đau đầu trong cuộc sống thì Rainbow càng không phải tựa game dành cho bạn.
Tổng kết lại, bạn xem trước cái quyết định mang về nhà một bản copy Rainbow trong mùa sale sắp tới hay suy tính kỹ những lý do để mua game ngay sau đây. Đầu tiên, bạn phải chơi Rainbow Six Siege nếu bạn tìm kiếm một tựa game với gameplay đậm tính chiến thuật với trách nhiệm gánh vác cao, team first. Bạn sẵn sàng bỏ ra một khoảng thời gian khổng lồ để get good. Cá nhân người viết kịch bản cho video này ước tính có gần tầm 20-30 tiếng chỉ bắn T-Hunt một mình. Bạn muốn tựa game sẽ không làm bạn thất vọng vì sự đầu tư học hỏi và kỹ năng bản thân. Bạn chấp nhận rằng đây là một game của Ubisoft và vẫn còn tồn tại cả đống lỗi, bug glitch, đặc biệt là server hitrec, bắn trúng nhưng không chết hay mất máu. Bạn muốn gia nhập một trong những cộng đồng thượng đẳng nhất nhì thế giới, số 1 không gì khác ngoài Dota 2, hashtag khá là chắc kèo nhé. Và tiếp theo thì bạn nên thử trải nghiệm Rainbow Six Siege nếu bạn muốn thử sức một phần với một tựa game đặt cả kỹ năng cá nhân lẫn phối hợp đồng đội ngang nhau, ít ra là trong rank. Bạn muốn nếm thử gameplay phức tạp, khó nhằn và không khoan nhượng với cả những người chơi mới lẫn kỳ cựu lão thành. Mercy of what? Và cuối cùng, bạn đừng bao giờ nghĩ đến việc mua Rainbow Six Siege nếu bạn không sẵn lòng bỏ hàng chục, thậm chí hàng trăm tiếng chỉ cho một tựa game duy nhất. Bạn ơi thích thể loại thư giãn đầu óc, thường là game single player hay Fun First, Battlefield, Call of Duty hoặc là game thể loại đấu trường sinh tồn như Fortnite và Warzone. Bạn ghét Ubisoft và không muốn chết vì thi thoảng gặp bug glitch, truyền thống làm game của Ubisoft rồi, khó sửa lắm. Rồi, đó là một video cực kỳ dài về Rainbow Six. Nếu như các bạn đã xem đây thì cảm ơn các bạn cực kỳ nhiều vì video này bọn mình đầu tư thực sự rất nhiều công sức vào nó. Và nếu như các bạn muốn xem thể loại tương tự thì đừng quên bấm like, comment phía dưới và đăng ký kênh DMEO để bọn mình có thể tiếp tục làm những video cố gắng, đầy đủ và chất lượng như này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.